Hello, xin uh, kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Xin uh, kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với gia đình của mình uh, tuần mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì uh, mình uh, vừa đi chợ các bạn và hiện tại thì Đức Vũ cũng thấy uh, một số các cái tin tức trên uh, CNBC hay là một số cái trang uh, tin tức của Mỹ thì. Uh, Họ nói về cái câu chuyện à, về à, một cái việc mà Các cái ca nhiễm à, coronavirus thì đang tăng ở 11 các tiểu bang ở Mỹ à, Và cảnh báo của cái ông mà bác sĩ Fauci về cái việc mà Một cái điều mà chúng ta cũng nên cẩn trọng và đáng lo ngại Thì à, Đức Vũ vừa đi chợ à, Đây là cái chỗ mà các bạn thấy ha à, Nó có cái... À, À, chỗ mà cái cái, cái để chúng ta có thể cái khăn để chúng ta có thể lau à, cái khăn để chúng ta có thể lau vệ sinh các bạn thì nó để sẵn ở các chợ của Mỹ thì như vậy các bạn ở trong chợ Mỹ thì nó rất là, là sạch sẽ đây là một số hoa đẹp mà Đức Vũ xin tặng cho tất cả các cái cô chú anh chị và các bạn yêu quý hoa <laughs> và bây giờ thì Đức Vũ sẽ nói về cái tin tức mà các cái ca nhiễm đã tăng ở 11 tiểu bang của Mỹ các bạn ha thì uh, trong cái nội dung này thì đức vũ thấy rằng là nó có nhiều cái uh, nội dung và đoạn đầu tiên là 11 tiểu bang thì uh, theo phân tích dữ liệu của đại học John Hopkins đó, thu thập thì dựa trên các cái mức trung bình hàng tuần uh, để hoàn thiện cái báo cáo hàng ngày thì có 11 tiểu bang tính đến ngày chủ nhật và ngày hôm qua thì uh, các tiểu bang này là các tiểu bang nào thì chút xíu nữa đức vũ sẽ thông tin uh, có 11 tiểu bang và tiểu bang nào thì đạt cái mức kỷ lục à, thì trong đó có tiểu bang Wisconsin à, Wisconsin thì nó ở giáp với tiểu bang uh, giáp với tiểu bang Minnesota cái vị các bạn và con số kỷ lục là mắc mới trung bình hàng ngày là 1.353 ca nhiễm mới và tăng khoảng chừng 32% so với tuần trước thì bây giờ mình xem là cái nội dung của cái thông tin này như thế nào thì để đức vũ sẽ mọi người cho mọi người nha và đức vũ cũng mời mọi người vừa ngắm chợ của Mỹ các cái ca nhiễm mà coronavirus tiếp tục gia tăng vào cuối tuần à, gần gần một hơn một chục tiểu bang ở Mỹ thì khi mà tiến sĩ ông Anthony Fauci chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm của ở Mỹ cảnh báo về mức độ đáng lo ngại của các ca nhiễm mới này. À, tại sao người ta nói lại như vậy? Bởi vì theo cái tỷ lệ thì à, cái dữ liệu của Đại học John Hoskin thì dựa trên trung bình hàng tuần để đưa ra cái báo cáo và có 11 các cái tiểu bang. Thì các tiểu bang đó là tiểu bang nào? Đó là tiểu bang Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Maine, Nebraska, rồi à, tiểu bang New Hampshire tiểu bang New Jersey rồi uh, North Island, và uh, Wisconsin và tiểu bang uh, Wisconsin, uh, Wyoming, à Wyoming đúng rồi. Dữ liệu của Hopkins thì cho thấy rằng Wisconsin đạt một cái kỷ lục rất là mới, rất là nhiều quý vị bạn. Với con số hàng ngày và báo cáo nhiễm mới giống như nãy Đức Vũ đã chia sẻ đó là 1.353 ca mới, tăng khoảng 32% so với tuần trước và Kansas và Montana đều đạt mức kỷ lục về có số người chết mới. Thì dữ liệu mà đưa ra vào sau khi mà mỗi dữ liệu mới đưa ra thì ông Fauci thì ông đã nói về cái việc này các bạn. À, lo liệu là cái dữ liệu này thì dựa trên cái dữ liệu này thì bùng phát mà cái đợt bùng phát mà gọi là đang bùng phát này á, thì rất là đáng lo ngại và ông ta đã nói rằng ông không đồng ý với ông Trung à, bởi vì nói rằng là đợt bùng phát của Mỹ đã đã là ok đã được kiểm soát đã được làm đã được kiểm soát rồi các bạn thì trong khi si thì các cái ca mà trường hợp mắc bệnh mà đang gia tăng ở 11 tiểu bang đó thì tổng số các trường hợp mắc bệnh mới trung bình hàng ngày của Mỹ các bạn thấy là mấy ngày nay Đức Vũ thông tin nó cũng giảm các bạn nó chỉ có khoảng chừng 30, 30 trung bình là khoảng 34.300 ca à, cho trung bình mỗi ngày và nó đã giảm hơn 15% so với tuần trước và theo dữ liệu này là của dữ liệu của Đại học Hopkins khi mà Đức Vũ xem cái dữ liệu này các bạn ha à. Thì con số này thấp hơn nhiều so với khoảng là 70.000 ca mắc mỗi tuần uh, mới, mỗi ngày mà đã báo cáo vài tuần trước. Thì theo các chuyên gia về cái việc mà truyền nhiễm á, thì con số 34.300 mắc mới này mỗi ngày vẫn ở mức cao đáng báo động. Và các cái tổ chức y tế ở Mỹ thì luôn lo ngại bùng phát có thể trở nên tồi tệ hơn khi mà sắp sửa bước vào mùa thu và mùa đông sắp tới thì các bạn. Thì các quan chức y tế rất nhiều lần cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị chiến đấu với một loại với hai loại virus rất là xấu đang uh, lưu hành vào cuối năm nay khi mà bợt bùng phát uh, bắt đầu vào mùa cúm có nghĩa là corona virus và cúm các bạn. Thì đầu tháng này thì ông Fauci cũng cho biết là các cái ca mắc mới hàng ngày là cao không thể chấp nhận được khi mà bắt đầu đến mùa thu. Có nghĩa là sao các bạn? Bây giờ đến mùa đông mùa mùa hè mà nó còn cao như vậy thì không biết mùa thu và mùa đông như thế nào. Các quan chức y tế nói rằng Hoa Kỳ có thể trở lại bình khó có thể trở lại bình thường cho đến khi mà các các loại vaccine an toàn và hiệu quả hiện tại thì không có các loại thuốc hoặc là vaccine nào được hoa kỳ chấp thuận cho virus mặc dù các cơ quan hoa kỳ đã cho phép một số các phương pháp điều trị khẩn cấp cho các bệnh nhân mình đang nói là về lại thuốc các bạn ha còn đối với cái vaccine thì trước đó thì ông giám đốc điều hành của cái hãng dược đó là blazer cũng có một số các cái bước đầu và đi tìm kiếm và đây là một công ty hàng đầu để đưa ra các vaccine các bạn và ông cho biết rằng họ có thể được có nghĩa là biết rằng vaccine có thể được phân phối vào ở Mỹ cho người dân của Mỹ vào cuối năm nay nếu mà họ phát hiện an toàn và hiện nay công ty đang quá trình thử nghiệm vaccine vào uh, giai đoạn cuối và hy vọng rằng sẽ có thể thu hút được khoảng chừng 44.000 người tham gia thì cái công công ty mà sản xuất xuất thuốc á phải có dữ liệu quan trọng đúng không quý vị bạn và họ cũng đưa ra những cái uh, loại thuốc làm sao để cho nó tốt bởi vì uh, công ty sẽ sẵn sàng và uh, ông nói rằng sẵn sàng là phân phối hàng trăm nghìn liều uh, có nghĩa là hàng triệu hàng triệu liều các bạn hàng tỷ liều thì uh, ngay cả một loại vaccine được phê duyệt được phân phối trước cuối năm nó vẫn có thể bị thiếu uh, vaccine có thể sẽ yêu cầu hai yêu cầu hai liều có nghĩa là mình phải chích hai liều quý vị anh chích hai liều vào các khoản thì nói chung là bây giờ phải có nhiều thứ khác nữa các bạn bây giờ phải có vaccine thì chích hai liều thì phải đủ số kim tiêm nè ống tiêm nè rồi chai lọ nè đó nó còn nhiều thứ lắm hiện tại thì các cái nhà lãnh đạo có thể ngăn chặn các đợt bùng phát bằng cách là thực hiện những điều cơ bản về sức khỏe cộng đồng kiểm soát dịch bệnh nói chung là đây thì mình Đức Vũ thấy rằng á, ngay cả tổ chức y tế họ cũng khuyến cáo rằng á là mọi người nên đeo khẩu trang rồi làm chậm lại cái sự lây lan của virus thì các bạn cũng thấy rằng ha, đó là những cái thông tin mà Đức Vũ nghĩ rằng á, bây giờ chúng ta bây giờ thì chưa có cái vaccine thì ngoài cái việc phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên rồi giữ khoảng cách, social distance và tránh đến những cái nơi đông người. À, nếu mà cảm, chúng ta cảm thấy mà bị ho, bị sốt hoặc khó thở thì hãy à, tìm đến ngay các cái nơi mà chăm sóc sức khỏe Nhưng hãy à, à, nói chung là phải gọi điện trước để làm theo các cái hướng dẫn của tổ chức à, của WHO hoặc là của CDC ở Mỹ Thì đây là một cái tin mà Đức Vũ thấy rằng nó cũng đang à, rất là hot và mọi người hãy hết sức lưu ý khi mà khi mà chúng ta chúng ta trong cái thời điểm này các bạn và sắp sửa tới mùa thu và mùa bây giờ thì đã mùa thu rồi lá cũng đã rụng rồi, đã vàng rồi các bạn ở tiểu bang của Đức Vũ đó, thì đó là cái tin mà hôm nay Đức Vũ muốn truyền tải đến tất cả quý cô chú anh chị các bạn và một cái thông tin nữa thì hiện tại ở các cái ngoài tình hình dịch bệnh ra quý vị các bạn thì một thông tin mà Đức Vũ cũng đã đưa ngày hôm qua là quý vị các bạn nào chưa nhận được 1.200 thì hãy cố gắng chưa nhận được mà mình biết mình đủ điều kiện thì các bạn hãy lên trang uh, IRS và có nghĩa là cái trang mà của sở thuế uh, chúng ta hãy đăng ký uh, và cái video hôm qua Đức Cúc cũng có đã chia sẻ một cách thực tế uh, như thế nào rồi uh, có nhiều video lúc trước thì các bạn có thể xem các video đó lại cũng như là ai mà chưa đăng ký được bảo hiểm uh, thất nghiệp bài thân tích nghiệp 300 400 của tiểu bang của mình thì cũng hãy uh, uh, lên để đăng ký với các bạn ha thì đó là một số thông tin một uh, vũ muốn chia sẻ cho ngày hôm nay trong lúc mà tranh thủ vừa đi chợ thì vừa có một số cái thông tin thì cũng muốn vừa cập nhật với mọi người thì các bạn cũng thấy rằng uh, là ở Mỹ thì uh, mùa dịch bệnh hay gì đó thì bây giờ các bạn đi vào ở đây cũng họ đều có khẩu trang phải bắt buộc phải đeo khẩu trang ở tiểu bang của Đức Vũ nếu ai không đeo khẩu trang thì họ không có cung cấp dịch vụ kế hoạch không cung cấp dịch vụ uh, no mass no service uh, thì thôi bây giờ chúng ta hãy uh, hãy uh, cẩn trọng các bạn ha thì đây là cái khu mà quầy thịt các bạn ổ thịt bò thịt rất là nhiều rất là đủ loại các bạn và đức Vũ rất thích đi chợ mỹ bởi vì nó rất là sạch sẽ mặc dù là có thể giá nó hơi mắc hơn một chút xíu thôi các bạn nhưng mà thực ra thì thịt nó rất là tươi rất là tuyệt vời uh, và tuyệt vời tuyệt vời thì đức vũ sẽ hôm nay đức vũ mua một vài thứ mình mua một cái loại mình muốn kiếm một cái loại thịt vai Về bạn về Mình nướng về bữa trước bữa giờ mình nướng thịt sườn nhiều rồi hôm nay đức vũ muốn mua một cái thịt vai về đức vũ ướp để đức vũ nướng vào ướp nướng và hy vọng là đức vũ sẽ có cái video về nướng thịt kỳ này mình nói về nướng thịt vai đi À, nhưng mà nó là ở bên kênh Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV Còn đây là kênh Đức Vũ USA Và Đức Vũ cũng xin à, trân trọng cảm ơn à, tất cả quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều Luôn luôn à, ủng hộ đồng hành cho kênh của Đức Vũ USA Cũng như là kênh Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV Mong rằng à, trong cái thời gian mà những cái khó khăn này các bạn Bây giờ thì tình ngoài tình hình dịch bệnh ra thì bây giờ các cái bé đi học trở lại với bạn các bé đi học trở lại thì mọi người cũng rất là lo lắng nhưng mà ở các cái tiểu bang hay như là tiểu bang của Đức Vũ khi mà đi học thì họ cũng rất là cẩn trọng các bạn họ bắt các cái học sinh từ nói chung là từ lớp 6 đến lớp 12 phải hết sức cẩn thận hết sức cẩn trọng đó thì uh, mọi người cũng uh, lo lắng nhưng mà cũng không lo lắng lắm bởi vì khi uh, chúng ta phải chịu các bạn bây giờ chúng ta phải sống chung với lũ thôi uh, thì cái việc mà quan trọng mà đức vũ luôn luôn nói với người đó là ý thức của chúng ta và khi ý thức thì chúng ta phải uh, làm sao để chúng ta uh, hãy cố gắng uh, thì đó là thông tin mà đức vũ muốn truyền tải ngày hôm nay xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và bình an xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong lần Life for sharing